应该一年比一年高，应该啊，对对，按照你们的工作，对对对，然后去年前年我们没来花多少嘛，今年我们来了，这都40，我们几个这个超市都过来了，直接采了，不用去那个农贸市场，嗯，去农贸市场采购了，直接来越南，让我们给他办，直接都进到超市了。có thể khẳng định luôn là góc độ kinh doanh là cái nhu cầu của người Trung Quốc đối với vải Việt Nam thì mỗi năm không được cao lên. Để bằng chứng là bây giờ các cái siêu thị họ không đi qua những cái chợ nông sản nữa mà họ trực tiếp vào đến nhập khẩu từ phía chúng tôi.原先就是我们买你的荔枝，就是你们这里农民拉到关口，出了关了以后，我们买个10件20件的扫过去了。现在都不是，现在大批都进了，我们直接都专车都拉到的超市里面去了。那你那个，我们老陆干的，你ngày xưa thì là người Việt nông dân Việt Nam thì mang vải trên biên giới bán. Thế nhưng bây giờ chúng tôi không mua theo cái phương thức đấy, chúng tôi mua là mua số lượng lớn chứ không mua là nhỏ lẻ thế. 在中国每个城市都有越南荔枝啊，种的在中国，对对对对，南南方还是北方，南方北方中方都有，在中国都有越南荔枝，只要有超市的地方都有越南荔枝。真的吗？嗯，真的，能敢肯定吗？啊，敢肯定。但tôi có thể khẳng định với các bạn một điều là bây giờ cái vải của Việt Nam nó xuất hiện ở tất cả các thành phố, các tỉnh Trung Quốc, không chỉ là riêng ở miền Nam đâu mà cả miền Bắc miền Trung. Và phải tôi dám khẳng định là tất cả các thành phố Trung Quốc hiện giờ đều có cái vải Việt Nam. Cái Xinjiang, đi của mình nó gần nè, cái Giang Xi, cái Sơn Đông, Xinjiang, thậm chí là xa xôi như vùng Tân Cương có. Tân Cương và ở đây cũng có danh sách một siêu thị ở Tân Cương là đặt hàng vải. Chủ tập trung chủ yếu thị trường tiêu thụ ở bên kia thì là mai nhiều nhất. Hiện tại 哪里卖的多，就是都差不多吧，应该。应该这现在这个价格方面，我们中国也能接受了，进超市老百姓也能吃得起。这个价格吧，有中国这个体量都更多更多，因为个都什么为真，因为保了是我的人家的工厂，就你的有一个各个东西那么本身体来的是不能量要。Cái thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc ấy, thì anh đánh giá cái thị hiếu mà người ta thích quả vải của Việt Nam thì sao cái này thì sao cái là Trung Quốc là cụ khở tham vấn đề cái nào đi rồi品质好，品质好，品质好啊，对了，口感好，品质好，口感好，比国内的荔枝好吃嘛啊。Thực ra thì cái vải của Việt Nam thì năm nay để tôi nói luôn là năm nay là chất lượng hơn hẳn năm ngoái. Và cái đánh giá của khách hàng Trung Quốc về vải Việt Nam thì rất là tốt. Bất khảo, tôi muốn từ Trung Quốc lại đây biển, tôi muốn cái Hải Nam cũng có, Quảng Đông cũng có lý do, nhưng mà phẩm chất không ở bên đó. À, thì cô cũng muốn nói luôn là thực ra cái mà một trong những điều mà khiến cho cái khách hàng Trung Quốc đánh giá cao cái vải của Việt Nam thì là cái chất lượng vải Việt Nam rất là đặc sắc. Tại vì là ở như ở Trung Quốc chúng tôi thì Hải Nam cũng có, Quảng Tây cũng có. Thế nhưng mà cái chất lượng quả vải cũng bằng vải ở Bắc Giang. Được được được. À, cái giống vải, cái chất lượng vải của ở bên Trung Quốc, ở Trung Quốc thì ngoài các cái quốc trồng nhiều vải. Trên Trung Quốc thì mình trồng được đi rồi, chúng tôi trồng được quả sản phẩm.它种的也就是这个周期比较短的，这荔枝就是不像别的水果周期长，这周期比较短，也就二十来天也就结束了。就它种的也不算少，也面积也比较大的。面积是多少？大概那我没去过那边，我没去过。在tôi chưa đến những cái vùng cụ từ từ đến những cái khu trồng vải cụ thể Trung Quốc, nhưng mà trong cái nghề kinh doanh này thì tôi biết rằng là cái vụ mùa của quả vải nó khoảng hơn 20 ngày thôi. Mỗi một vụ. Ở Trung Quốc tức là cái vụ mùa Trung Quốc thì nó rất là ngắn, nó chỉ hơn 20 ngày thôi. Nên nó kết thúc rồi. Hai nữa là cái chất lượng thì không được khách hàng Trung Quốc đánh giá cao bằng vải Việt Nam. Lượng đa hơn tại Việt Nam này. Cái lý do lượng đa. Hơn nữa là cái chất lượng, cái sản lượng vải của Việt Nam cũng lớn hơn cả vải của Trung Quốc. Cái chất anh thấy quả vải Trung Quốc và quả vải Việt Nam khác nhau thế nào? Thế là Việt Nam thì là đi sự, cái Trung Quốc thì đi sự có gì khác biệt? Ừ, chính là khẩu cảm, hả? Chính là khẩu cảm, khẩu cảm, tức là cái khẩu cảm, hả?
Đấy, tạ, cơ à, tạ. Cửa, 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 à, à tức là thứ nhất là cái quả vải của Việt Nam thì đẹp hơn, cái hạt vải của Việt Nam nhỏ hơn, và cái cảm giác khi mà ăn vào mồm ấy, cái cảm giác ngon miệng thì vải Việt Nam hơn hẳn. Quả thì đấy, cùi to này, cái hạt to này, to. Ăn không ngon này, mới không đẹp bằng. Là khiến cho người Trung Quốc đánh giá cao ở Việt Nam. Cực kỳ yên tâm cải cách Trung Quốc lẫn thị trường trong nước, hay bởi vì như thế này. Cái đầu tiên là cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì đã là để Trung Quốc chỉ ở cái tầm xuất Việt Gáp thôi. Thế nhưng ở lục ngạn này thì thậm chí như địa bàn xã Hấp Sơn đã có xuất chăm sóc theo gà lô gáp rồi, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, Nhật, EU. Như này là thu hoạch được rồi gì bác? Này là gọi là với thằng Trung Quốc thì chưa đạt. À. Bởi vì nó phải chín hết như thế này thì mới được. Đâu bác? Đây, nó phải chín hết như này thì mới được. Thế bác đã bán mẻ nào cho Trung Quốc? Chưa, không, mọi năm toàn bộ bán cho Trung Quốc. Năm nay chưa bán được hả bác? Năm nay chưa bán được bởi vì là nó chưa vào vụ. Bây giờ nếu mà đã như thế này thì phải đi bẻ khắp vườn. Chín thì mới ấy, trở khi nó vẫn còn thành. 2-3 cân một tốn. Xong rồi mới xếp làm...